Xin chào, các bạn đang đến với câu chuyện Đừng Cố Ngắm Hoàng Hôn do Đam Ý Tưởng Chuyên thực hiện, tập 2. Sáng sớm tới trường, Kha đồng bảo tài xế không cần đón mình, sau đó tung tẩy bước vào cổng. Hôm đó Phí Nguyên không trả lời, cậu cảm thấy bước đầu tiên của mình quá là chuẩn. Do tới sớm, trong sân chỉ còn chừng có 2-3 người. Lô Kha Đồng cầm sách tiếng Anh học từ vựng, bên cạnh sách còn đặt một hộp bánh bích quy nhỏ. Phí Nguyên vóc dáng cao lớn, vừa vào cửa là thấy ngay, nhưng Phí Nguyên không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ cầm trong tay. Phí Nguyên với mở ngồi xuống, hộp bút còn chưa lấy ra thì Kha Đồng đã xoay người lại, đặt một hộp sữa tươi có đường lên bàn đối phương, cười tít mắt nói: "Anh Đại, anh tới rồi." Phí Nguyên cau mày nhìn Kha Đồng, đoạn đưa tay vén tóc mái của Kha Đồng lên kiểm tra nhiệt độ trán của cậu. Kha Đồng lại đưa hộp bánh bích quy nhỏ tới nói: "Chẳng phải anh muốn nhận em làm đàn em sao? Anh Đại, mời anh ăn bánh bích quy mẹ em nướng." Phí Nguyên tựa vào đứng ghế: "Không ăn ngọt." "Vậy để em ăn giùm anh, em thích ngọt." Kha Đồng cũng không mang nhiều, chỉ một hộp sữa và một hộp bánh bích quy. Thật ra cậu còn sợ Phí Nguyên ăn giùm mình nữa. "Anh có cần chép bài tập không? Tốc độ tay của em nhanh lắm." Phí Nguyên dùng một tay ghim đỉnh đầu của Lộ Kha Đồng, sau đó vặn nhẹ một cái cho Kha Đồng quay sang chỗ khác. Bàn họp từ từ tới đông đủ, Kha Đồng vẫn còn ở đó tính toán chiều kế của mình. Bước đầu quấy nhiễu suy nghĩ của đối phương, bước 2 liều màng lấy lòng, bước 3 vẫn chưa nghĩ ra. "Thôi, tạm qua bỏ qua trước đi." Lớp phó vệ sinh đứng ở đằng trước hô to: "Kha Đồng, xuống lầu làm trực nhật." Bấy giờ Kha Đồng mới sực nhớ tuần này tới lượt mình trực nhật. Trường này tốt nhất ở điểm đó, chỉ bành hoàng tử. Kha Đồng cầm chổi chạy vù vù ra khỏi cửa. Người cuối cùng phải đi đổ rác, cậu không muốn đâu. Rốt cuộc thì đã được yên tĩnh, nhưng đầu óc của Phí Nguyên vẫn loạn cào cào. Cây non tuyệt đối không phải là một cậu nhóc bình thường. Làm vệ sinh xong quay lại, đoán chừng hormone trong cơ thể của Kha Đồng vẫn chưa hạ xuống. Cậu dè dặt móc ra một đóa hoa trong túi quần, bỏ vào ngăn bàn của Phí Nguyên. Phí Nguyên ngồi yên tại chỗ, sầu muốn chết. Tặng người ta hoa hồng, tay cũng vương vấn mùi thơm. Lộ Kha Đồng ngồi vào chỗ của mình, hai mắt sáng ngời. "Quét xong em hái ở bên hành lang đó, anh thích không?" Cái này thì là giúp người khác thì mình cũng được vui. Phí Nguyên lấy hoa ra: "Đây là hoa nguyệt quý." Hoa nguyệt quý còn gọi là hồng Trung Quốc. Lộ Kha Đồng cảm thấy tên này đúng là không có phong cách Tây chút nào, cậu bèn cả nhây: "Thầy kể nó đi, nói chung là anh nhận hoa của em thì quên cậu ta đi." "Cậu ta nào?" Phí Nguyên ném hoa lên bàn, mặt lạnh nhìn Kha Đồng hỏi: "Cậu nghe nói tôi thích con trai đúng không? Nghe ai nói cái gì?" Thị lực bình thường mắt nhìn ở mức tạm được, Kha Đồng lập tức quay sang chỗ khác. "Anh đừng bắt nạt em nhé, đừng quên ba em làm trong đội quản lý trật tự đô thị đó." Yên tĩnh ba tiết học, Kha Đồng thấp thỏm lo sợ. Cậu và Lạc Dân không giống nhau, cậu đẹp trai như vậy, ngộ nhớ bị đánh vỡ đầu, cậu thả chết ngay tức khắc. "Kha Đồng, cho giải câu số 3 đi." Kha Đồng luống cuống đứng lên, vội vàng nhìn câu 3, kết quả phát hiện mình không biết làm, còn vẽ hình tam giác vào câu đó nữa. "Em không biết làm." Còn chưa nói ra miệng, phía sau có người vẽ số 1 cho cậu, mà lại còn vẽ lên mông cậu nữa. "Đáp án câu 3 là 1, em đoán bừa à?" Đối với việc học, thật ra Kha Đồng rất nghiêm túc. Sau khi ngồi xuống, mặt mũi cậu đỏ bừng. Không phải vì không biết làm bài mà là chịu không nổi việc mông bị vẽ lên. Cảm giác như mông mình bị quấy rối tình dục. Kha Đồng ngồi xuống, cố gắng tập trung tinh thần nghe giảng. Cách làm câu 3, chuông hết tiết vang lên vẫn không nhúc nhích. Cậu chần chừ do dự muốn xoay người lại. Cảm thấy nếu vừa rồi Phí Nguyên chịu dùng cách lưu manh giúp mình, vậy chứng tỏ Phí Nguyên không phải giận thật. Xây dựng tâm lý xong, Kha Đồng vừa định quay người lại thì đã bị bóp gáy. Phí Nguyên chống khuỷu tay trên mặt bàn, một tay bóp cổ của Kha Đồng, phòng ngừa Kha Đồng xoay người lại. Kha Đồng không nhúc nhích hỏi: "Anh làm gì vậy?" Phí Nguyên tựa vào cánh tay khác: "Buồn ngủ, để tôi được yên tĩnh một lát." Trước khi vào tiết học mới, Kha Đồng ngồi yên không động đậy gần 10 phút đồng hồ. Lẽ ra Phí Nguyên định buông tay, nhưng lại cảm thấy thú vị quá,
Đi qua nhìn thấy điệu bộ của hai người, lớp trưởng hỏi: "Tình huống gì đây?" Vi Nguyên nói: "Chữa bệnh vẹo cổ cho tiểu Lô Lô." Kha Đồng giật mình, hôm qua giận quá không để ý, bây giờ nghe mà lỗ tai ngứa ran. Mẹ cậu còn chưa gọi là tiểu Lô Lô đâu, cậu thấy ngượng ngùng chết đi được. Buổi trưa cả đám nam sinh cùng đi ăn, có người muốn ăn cơm, có người muốn ăn miến chua cay. Kha Đồng không ăn được cay bởi vì Ôn Ngưng ít bao giờ nấu món đó. Có người ngạc nhiên hỏi: "Lô Lô, cậu cũng đi ăn miến chua cay với bọn này hả?" Kha Đồng gọi một cái bánh đậu trước, chờ miến chua cay được bưng lên, cậu ngửi thôi cũng thấy cháy dạ dày rồi, gắp một đũa bỏ vào miệng, nước mắt thiếu điều chảy ròng ròng. Kha Đồng vội kêu lên: "Ông chủ, cho thêm hai cái bánh đậu." Phí Nguyên giật một cái bánh đậu của cậu: "Ăn gì mà khiếp thế?" Bắt đầu từ giờ học buổi chiều, dạ dày đau như thiêu đốt. Đầu tiên, Kha Đồng chống cằm, sau đó dứt khoát nằm sấp lên bàn. Nằm sấp một phát hết hai tiết học. Có bạn học tới phòng y tế lấy thuốc cho cậu, nhưng uống xong vẫn thấy đau. Nằm sấp một hồi rồi thiếp đi trái lại không còn cảm giác thấy gì nữa. Chờ Kha Đồng tỉnh ngủ, trong lớp đã không còn ai. Cậu cảm thấy hết sức đáng lòng. Mình muốn làm gì vậy hả trời? Chỉ vì chọc tức lộ nhược bồi ư? Nhưng kiểu này là ngày tháng năm nào mới chọc tức được đây? Vậy thì vì báo thù cho Lạc Dân, cậu bèn gửi tin nhắn cho Lạc Dân: "Khưu Nhi, Lạc Dân, sau này chơi game phải cho em thắng biết chưa?" Gà Lạc Dân trả lời: "Mắc mớ gì?" "Anh em chỉ kỳ cục." Kha Đồng gửi tiếp: "Chắc em sắp cặp bồ rồi." Nếu Khưu Lạc Dân hỏi cậu cặp với ai, cậu sẽ tiết lộ kế hoạch của mình cho tên xấu xa này. Lão ngờ Lạc Dân chỉ trả lời: "Đã nói cùng nhau tập trung học hành mà, nếu cưng muốn yêu sớm, thôi thì anh đành thi vào Thanh Hoa một mình vậy." Kha Đồng cảm giác dạ dày đau đớn, cậu quay đầu nhìn chỗ ngồi của Phí Nguyên, cặp sách không có, người đã đi rồi, trên bàn chỉ còn lại một đóa hoa nguyệt quý kia. Ăn bánh của người ta mà ngay cả một câu hỏi han cũng không có, đạo đức tệ hết biết. Kha Đồng thu dọn cặp sách, sực nhớ hồi sáng mình bảo tài xế đừng tới đón, không khỏi buồn ơi là sầu. Buổi sáng định nọt, buổi chiều đau đớn, mẹ nó, tất cả đều là về tên Phí Nguyên đó. Nhưng hành động này không thể dừng lại được, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu bắt họ Phí ăn bánh bích quy vì mình. Vừa ra khỏi lớp thì thấy vài bạn học trong tổ trực nhật đi lên cầu thang. Kha Đồng không khỏe nên mọi người không gọi cậu. Kha Đồng đứng ở cửa nhận lời an ủi, sau đó nhìn thấy Phí Nguyên đeo cặp đi ở cuối hàng. "Anh cũng đi hả?" Có bạn học nghe vậy bèn đáp. Phí Nguyên nói cậu không khỏe, cậu ấy trực nhật thay cậu, có lẽ trực xong về luôn, nhưng cậu ấy bảo quên đồ lên quay lại lấy. Kha Đồng thực sự không thể nào ngờ được. Cậu thò đầu mình vào nhìn, thấy Phí Nguyên đi tới trước chỗ ngồi lấy đoá hoa nguyệt quý nhét vào trong túi quần. Đầu óc như nổi báo, Kha Đồng đứng sững sờ ở cửa, quên nhúc nhích. Mãi tới khi Phí Nguyên đi ngang qua người mình, Kha Đồng không thích con trai, trước giờ cũng chưa từng được con trai thích. Song tư duy của con người rất đáng sợ, bạn học giúp đỡ lẫn nhau không ai nghĩ nhiều cả. Nhưng trước đó cho rằng đối phương thích con trai, thế là cảm giác không còn giống vậy nữa. Kha Đồng đuổi theo: "Phí Nguyên, anh thích em thiệt hả? Em cũng thích anh lắm." Phí Nguyên dừng bước, đưa tay bóp cằm của Kha Đồng nói: "Lộ Kha Đồng, mặt cậu to thật đấy." Lâm Du Châu bề vài bộ đồ bẩn bước vào, hỏi có cần giặt gì không. Phí Nguyên đưa đồng phục của học sinh cho mẹ, đoàn lại giật lấy đóa hoa ra khỏi túi quần. "Hồ ôi, con gái tặng hả?" Phí Nguyên lột phải cánh hoa ngoài cùng xuống nói: "Con trai tặng." Lâm Du Châu nghe được chuyện cười mỉa mai: "Ngay cả mẹ mày mà mày cũng gạt. Thôi không sao, mẹ mặc kệ mày quen ai, mẹ chỉ sợ mai mốt mày không tìm được đối tượng sống độc thân một mình thôi." "Mẹ ruột không chạy đi đâu được." Phí Nguyên ngắt khúc thân nhỏ dưới đài hoa, sau đó kẹp hoa vào một quyển sách. Hôm nay Thẩm Đa Ý không đi làm thêm, đang ở nhà làm bài tập. Phí Nguyên còn chưa vào tới nhà, Thẩm Đa Ý đã nghe thấy tiếng động, dừng bút chờ Phí Nguyên bước vào. Thẩm Đa Ý cười nói: "Ăn cơm chưa? Mình ngửi thấy mùi cá nướng bên nhà cậu rồi đó." "Chưa ăn, lát nữa cậu với ông qua ăn chung đi." Phí Nguyên đi tới trước tủ sách hỏi:
Cậu có từ điển không? Cái loại to ấy. Thẩm đại ý tìm cho Phí Nguyên một quyển. Cậu lấy làm gì thế? Phí Nguyên áng chừng nói, học bài. Cậu quay đầu về đặt từ điển lên quyển sách kẹp hoa, muốn biến đóa hoa nguyệt quý này thành tiêu bản, hình như đầy đặn thế là được. Buổi tối, Lỗ Khả Đồng không ăn cơm, cũng không làm bài tập, chỉ nằm trên giường ngủ. Ngủ tới nửa đêm thì đói tỉnh, cậu bò dậy định tìm gì đó ăn. Lúc đi ngang qua phòng sách lớn thì thấy còn sáng đèn. Phòng sách lớn là nơi chuyên dùng của Lộ Nhược Bồi, ba cậu. Nơi làm việc, người khác không được vào. Khả Đồng đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa, trông thấy ba của cậu vẫn đang làm việc. Cậu xuống lầu bưng một khay bánh ngọt lên, không gõ cửa mà cứ thế đi vào luôn. Ngẩng đầu thì lấy Lộ Khả Đồng đứng ở cửa. Nhược Bồi nói, sao con vẫn chưa ngủ? Khả Đồng trả lời, ngủ rồi, đói tỉnh. Nhược Bồi nở nụ cười, giòn văn kiện trên bàn nói, qua đây, ba cũng đói bụng. Hai cha con cùng nhau ăn một chút. Khả Đồng ăn ngấu nghiến, ngốn đầy miệng. Ba cậu đưa cái tách của mình cho cậu, bảo cậu uống cho đỡ nghẹn. Sau khi nhấp một hớp trà, Khả Đồng chỉ thấy đắng ngắt. Buồn thế này rồi mà ba con uống trà đặc, vậy sao mà ngủ được? Ba con sợ buồn ngủ, con ăn xong rồi đi ngủ tiếp đi, ngày mai con phải dậy sớm đi học. Đột nhiên Khả Đồng không nhớ tới chuyện hôm đó nữa. Mâu thuẫn giữa cậu và ba đã xảy ra theo chu kỳ, cách một thời gian sẽ bùng phát một lần, nhưng sau khi qua rồi quan hệ cha con lại yên ổn như thường. Khả Đồng nói, con còn chưa làm bài tập nữa. Nhược Bồi hết cách, vậy con lấy bài tập tới đây, ngồi đối diện ba làm bài, chúng ta đừng ai quấy rầy ai, được không? Khả Đồng cũng gật đầu, sau đó về phòng lấy sách giáo khoa. Trên bàn làm việc rộng thanh thang, hai người ngồi đối diện nhau, mảnh ai làm việc nấy. Khả Đồng cặm cụi làm bài tập, hiệu suất cao hơn cả ngày thường nhiều. Sao thế? Ba cậu đặt văn kiện xuống, phát hiện Khả Đồng đang dương mắt nhìn mình. Có câu con không biết làm. Bỏ qua việc trong tay, Lộ Nhược Bồi giải đáp bài tập cho con trai. Cả tờ giấy nháp viết đầy những chữ nắn nót. Nhược Bồi giải hết một lượt ba cách giải. Khả Đồng kẹp lấy giấy vào trong sách, cảm thấy ba mình giảng còn rõ hơn thầy cô nữa. 3 giờ rồi, mau ngủ thêm một lát đi. Dạ, con đi đây. Khả Đồng ôm đồ đạc của mình chuẩn bị trở về phòng. Thấy Lộ Nhược Bồi vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, cậu bèn nói, ba đừng có mệt quá đột tử nha. Lộ Nhược Bồi bị chọc tức tới nỗi muốn bật cười, nhưng nhìn bóng lưng của Khả Đồng đi tới cửa thì lại không nổi, trầm giọng nói, Lộ Lộ. Khả Đồng xoay người lại. Lộ Nhược Bồi nói, xin lỗi con. Khả Đồng không đáp, mở cửa đi ra ngoài. Cậu không cần xin lỗi, Nhược Bồi có lỗi với rất nhiều người, nhưng trong đó không có cậu. Sáng sớm tài xế hỏi hôm nay tan học có cần đón không. Khả Đồng suy nghĩ một lát nói, cứ đón đi. Sáng vẻ thê thảm ôm bụng đón taxi hôm qua vẫn còn quẩn quanh trong đầu cậu, cậu sợ rồi. Cả buổi sáng không làm trò, lên lớp chăm chú nghe bài giảng, hết tiết chăm chú đi vệ sinh, quá lắm chỉ đứng ở hành lang ngắm mà thôi. Chờ khi ngắm đủ rồi, Khả Đồng xoay người tựa vào lan can, vừa dương mắt đã thấy Phí Nguyên đứng ở cửa phòng học, nhìn mình cười. Cười gì vậy? Chẳng phải hôm qua nó thích tôi sao, phát cho cậu chút phúc lợi. Khả Đồng nhớ hình như mình có nói thế thật. Cậu nhìn chằm chằm Phí Nguyên nói, hai người học ở hai trường khác nhau cũng yêu xa vậy. Yêu xa ấy hả, không có kết quả tốt đâu, cho dù là thanh mai trúc mã đi chăng nữa. Phí Nguyên nhét tay trong túi quần tựa vào khung cửa, làm bộ nghiêm túc hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đổi người khác đi, với lại bây giờ cũng hết tỉnh hành thanh mai trúc mã rồi. Khả Đồng đi tới cạnh cửa, tựa vào tường, bây giờ thịnh hành bàn cùng bàn kìa. Buổi trưa cả đám nam sinh cùng trường đều tới căng tin ăn cơm. Khả Đồng xếp hàng chờ mì, Phí Nguyên đứng đằng trước cách cậu một người. Khả Đồng còn chưa nghĩ ra muốn ăn loại nào, đang lúc xoắn xuýt, một nam sinh bỗng chen vào hàng. Sao chơi chen ngang vậy? Nam sinh đứng sau lưng của Phí Nguyên quay lại nói, bọn này đi chung. Khả Đồng đang đói bụng lên rất dễ nổi nóng, ai thèm quan tâm mấy người quen nhau hay chia tay, chen ngang thì không được. Phí Nguyên đeo tai nghe vào mà vẫn nghe được tiếng động. Cậu bước lên một bước, kéo cánh tay của Khả Đồng về phía trước, để Khả Đồng đứng trước mặt mình nói, cho mua trước đấy.
Kha Đồng sợ mới chịu yên, nhưng cánh tay còn bị nắm, cậu quay đầu lại ngoan ngoãn nói: "Em cảm ơn anh Đại." Phí Nguyên buông tay ra, phố nhẹ lên gáy của Kha Đồng một cái, bưng mì tìm được một chỗ ngồi, hai người ngồi xem như ăn cùng nhau lần hai. Nhìn Phí Nguyên gắp hành băm ra ngoài, Kha Đồng nói: "Anh cho em đi." Phí Nguyên gắp lên định ném vào bát của Kha Đồng, nhưng vừa nâng tay đã thấy ai đó há miệng, trên mặt còn viết chờ anh đút. Kha Đồng ăn hành xong vẫn còn nhìn chằm chằm bát của người ta hỏi: "Anh ăn đùi gà không? Em chuẩn bị sẵn rồi nè." Phí Nguyên ngốn vài cái là hết mì và đùi gà, đoạn lau miệng bỏ đi không thèm đợi Kha Đồng. Đi tới căng tin, Phí Nguyên quay đầu lại nhìn một cái, coi bộ nhóc kia muốn ăn hết cho mau để theo đuổi, nghẹn tới đỏ mặt lên. Kha Đồng chưa kịp ăn canh mà đã đặt đũa xuống bỏ chạy. Vừa theo khỏi căng tin thì chỉ thấy Phí Nguyên đang đứng dưới gốc cây uống nước giải khát. Cậu chạy ảo qua đó, gần tới trước mặt Phí Nguyên thì lách người qua. Trong phòng học ồn ào như vỡ chợ, trước khi chuông nghỉ trưa vang lên đều như thế. Hai người lần lượt bước vào, Phí Nguyên kéo ghế ngồi xuống, Kha Đồng xoạc chân ngồi mặt đối diện với lại Phí Nguyên. "Muốn đánh cậu ghê." Phí Nguyên rút tờ để chiều nay học cần dùng ra, không ngẩng đầu lên. Thấy cậu còn bỏ trống, Kha Đồng vội vàng cầm bút lên nói: "Em biết làm nè, để em giảng cho anh." Nhớ lại suy luận và cách làm của ba mình chỉ cho, Kha Đồng đóng vai thầy giáo một lần. Làm xong, Phí Nguyên sờ tay vỗ đầu cậu một cái xem như khen ngợi. Buổi chiều tan học, Kha Đồng gọi trước cho tài xế, nói không cần tới đón mình. Cậu vừa quét rác vừa nhìn học sinh đi ra ngoài. Chờ khi thấy Phí Nguyên bước ra khỏi tòa lầu dạy học, cậu hối hả quét cho lẹ rồi về sớm. "Anh lái xe máy hả?" Phí Nguyên không lái cũng không trả lời, đi thẳng tới trạm chờ xe buýt. Kha Đồng thật sự chưa từng ngồi xe buýt bao giờ, nhìn tên trạm chẳng hiểu mô tê gì. Cậu móc ra vài tờ tiền giấy trong túi quần, tờ có giá trị nhỏ nhất là 50 đồng. Một chiếc xe chạy tới trạm, Phí Nguyên vừa bước chân dài lên xe, Kha Đồng vội đuổi theo, nhét đài một sắp 50 đồng vào khe bỏ xu. Phí Nguyên túm cổ tay Kha Đồng, tay còn lại ném vài đồng xu vào trong đó. Sở tan học tan sở bao giờ cũng đông nghìn nghịt, Phí Nguyên kéo lộ Kha Đồng đi ra sau, từ từ chen tới bên cửa sổ. Kha Đồng vất vả xoay người lại, đứng mặt đối mặt với Phí Nguyên. Phí Nguyên rú mắt nhéo nhéo hai má của lộ Kha Đồng, nhéo ba cái, Kha Đồng cảm thấy đau rồi ngửa đầu hỏi: "Làm gì vậy nha? Mặt càng nhéo càng to đó." "Cái mặt là hôm nay cậu thiếu." "À, em đã làm gì?" Kha Đồng cố gắng hồi tưởng, vừa đếm vừa nói: "Trên ngang hàng của anh, ăn hành băm của anh, xài tiền xu của anh. Nhưng không phải em là đàn em của anh sao? Sao không thương em hả?" Nói xong, cậu đột nhiên buông tay vịn nhéo má Phí Nguyên nói: "Em còn giảng bài cho anh cơ mà." Tới trạm tiếp theo, tài xế thình lình thắng xe, Kha Đồng mất thăng bằng đứng không vững. Có điều người chen người nên không mức té ngã. Huống chi Phí Nguyên còn dùng một tay ôm lấy cậu. Mái tóc xù của Kha Đồng nổi lên tính điện, cậu mở to mắt tựa vào phía trước. Phí Nguyên cảm thấy cây non hệt như là con cún nhỏ vậy, thiếu điều gắn thêm một cái đôi nữa thôi. "Tài xế lái gì kỳ vậy?" Kha Đồng đứng vững lảng tránh ánh mắt của Phí Nguyên, nói trong chuyện khác: "Bài nào anh không biết làm thì cứ khoanh tròn lại, sau này em học giỏi lắm, em giảng cho anh." Phí Nguyên cũng bật cười, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Kha Đồng không hiểu ra sao, chờ xe dừng lại, Phí Nguyên nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Kha Đồng nóng mặt, chỉ chưa nóng bao lâu thì đã muốn khóc: "Tới đâu cậu biết chết liền đó." Xuống khỏi xe buýt rồi đón taxi, lần qua lộn lại cũng về tới nhà hơi muộn. Ôn Ngưng đang tự một nấu ăn một mình. Kha Đồng rửa tay xong đi qua ngồi xuống cầm chén lên ăn. Cậu ăn như hổ đói. Ôn Ngưng kinh ngạc hỏi: "Lộ lộ, chẳng phải con không ăn hành băm sao?" Kha Đồng khưng lại, bấy giờ mới phát hiện trong canh có hành băm. Cậu tí tởn nói: "Hôm nay bắt đầu ăn à?" Sau khi thay bóng đèn, mảnh sân trở nên rộng rãi vô cùng. Thẩm Đa Ý đang ngồi trong sân đọc sách, tiết kiệm tiền điện cho nhà mình. Phí Nguyên ngồi bên bàn làm bài tập, bởi vì Phí Đắc An ở trong nhà xem tivi bật tiếng rất lớn. "Mấy cậu cũng làm bài đó hả? Mình có đáp án phân tích nè."
Thẩm đã ý về nhà lấy đáp án qua đây. Phí Nguyên nhìn một chút rồi lại ghi lại công thức. Đến khi đặt bút xuống, cậu đột nhiên dừng lại, sực nhớ tới điều gì đó, tiếp theo xóa công thức đi, sau cùng vẽ một vòng tròn thật to vào câu nọ.